Để dễ dàng quản lý học sinh hơn, nhà trường đã lắp hệ thống cửa ra vào lớp học có chức năng đặc biệt. Khi đến lớp, học sinh sẽ áp tay vào cái vòng tròn giữa cửa, một luồng ánh sáng nhiều màu bắt mắt chạy bao quanh nhìn như trong phim siêu nhân vậy. Đồng thời sẽ điểm danh luôn học sinh đó, kiểu này có muốn đến muộn cũng rất khó.